Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khai mạc vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được phát động từ ngày 27 tháng 4 và nhận được 358 hồ sơ dự án tham gia từ 62 tỉnh thành trên toàn quốc. Qua vòng thi chung kết, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, ba giải khuyến khích, hỗ trợ nguồn vốn triển khai dự án đủ điều kiện với mức tối đa 1 tỷ đồng. Đây là một sân chơi trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp dành cho thanh niên nông thôn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị. Sau 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19, chương trình sân khấu học đường với nghệ thuật bài tròi dân gian Khánh Hòa đã được triển khai trở lại, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường trong toàn tỉnh. Chương trình là một trong những hoạt động nằm trong đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài tròi Khánh Hòa. 45 trường học và hơn 20.000 lượt học sinh đã có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với loại hình diễn xướng dân gian truyền thống này, góp phần gieo mầm tình yêu nghệ thuật, giúp thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với nghệ thuật bài tròi dân gian, một di sản văn hóa đáng tự hào của dân tộc. Cũng trong ngày hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo Mì Quảng, nét văn hóa ẩm thực đặc sắc xứ Quảng. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 20 nhà khoa học, quản lý trong và ngoài tỉnh đến từ các viện nghiên cứu, đại học, cơ quan quản lý văn hóa và báo chí. Hội thảo nhằm góp phần lưu giữ, phát huy những giá trị dân gian trong nghệ thuật chế biến, thể hiện bản sắc văn hóa riêng của con người Quảng Nam, tôn vinh nét đẹp, tiềm năng, đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của món ăn mì Quảng. Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các hợp tác xã lại đang gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Tỉnh Lào Cai hiện có 250 hợp tác xã nông nghiệp. Phần lớn các hợp tác xã thường không có tài sản thế chấp, nhiều hồ sơ dự án khi thẩm định chưa có tính khả thi. Trong khi đó, nhiều nguồn vốn ưu đãi của tỉnh hỗ trợ thì thủ tục lại quá phức tạp, dẫn đến các hợp tác xã khó tiếp cận được. Thì không biết là để tiếp cận được cái nghị định 26 đấy về nguồn vốn đấy thì là cần phải như thế nào, thì phải là đưa ra cho chúng tôi biết là chúng tôi phải cần phải đáp ứng được những như thế nào, thì cũng chưa ai hướng dẫn tôi về vấn đề đấy cả. Cái việc mà này là nó phải phụ thuộc vào cái hội đồng quản trị, thế mà hội đồng đã làm việc với hội đồng quản trị, thế là cái tính quyết đoán của nó sẽ không cao. Thế nên là cái khả năng mà huy động vốn thông qua cái kênh của hợp tác xã như thế là rất là khó. Mong muốn là đối với các hợp xã thì về cái việc giao dịch ngân hàng tín dụng thì có những cái cơ chế chính sách đặc thù sao để cho các hợp xã nó có những cái điều kiện thuận lợi trong cái việc giao dịch vay vốn, thì nó mới có cái điều kiện nguồn lực để phát triển trong cái thời gian tới. Giải bài toán vốn vay tín dụng là điều kiện quan trọng và cần thiết giúp các hợp tác xã cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, từ đó tạo điều kiện phát triển cho người dân, có sức cạnh tranh và chỗ đứng bền vững trên thị trường. Hiện nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh Phú Yên, đặc biệt là quốc lộ 1 bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngay trong mùa mưa bão. Chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gắn công tác bảo đảm an toàn giao thông trong bão lũ, tập trung vào những địa bàn trọng điểm là những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện xuyên suốt hiện nay tại tỉnh Phú Yên. Mùa mưa thì ngoài việc tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của mặt đường cũng như là hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Rồi để mà có những cái kiến nghị cho ngành chức năng kiểm tra, khắc phục, sửa chữa ngay, đảm bảo yên thuận, an toàn cho các cái phương tiện tham giao thông. Khuyến cáo những người tham giao thông thì trong cái điều kiện không thuận lợi như thế thì điều khiển phương tiện phải chấp hành biển báo cũng như là chú ý tập trung quan sát tình trạng mặt đường để đảm bảo an toàn. Theo số liệu thu thập và phân tích tình huống của Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên, những lúc trời mưa, đa số người điều khiển phương tiện có tâm lý vội vã, chạy nhanh hơn bình thường. Trong khi đó, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, nhiều ổ gà nên rất dễ xảy ra tai nạn. Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thì cũng luôn nhắc nhở các đơn vị quản lý đường bộ cũng như là khu quản lý đường bộ 3 trong công tác đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong mùa mưa bão này, ngành giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý chuyên đề xe quá khổ quá tải để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chủ động tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, bảo đảm khép kín địa bàn 24/24 giờ để kiểm tra, xử lý vi phạm.
Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.